Thời đại 4.0 thì chuyển đổi số là một từ khá được dùng phổ biến, nó mô tả những hoạt động đổi mới, các mạnh mẽ toàn diện trong cách thức hoạt động và ở tất cả khía cạnh trong xã hội. Và việc vận dụng tính luôn đổi mới, nhanh chóng, công nghệ kỹ thuật để giải quyết vấn đề. Nói cho dễ hiểu hơn, nó là sử dụng công nghệ kỹ thuật và vấn đề giải quyết hành chính. Điển hình ví dụ như là nộp văn bản online, nộp qua mạng và xử lý thông tin qua các công nghệ hiện đại và qua các biện pháp kỹ thuật 4.0. Giải pháp ứng dụng chuyển Đà đổi đà 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 em có đang bật mic tông sao không nghe thấy gì cả? dạ, có mà có bức mất anh ơi. Giải pháp ứng dụng chuyển đổi số trong giáo dục là chuyển đổi những gì, là nó sẽ chuyển đổi các yếu tố đầu vào quá trình giáo dục và kết quả đầu ra. Chuyển đổi số trong giáo dục sẽ ảnh hưởng đến hành chính trong giáo dục như thế nào, đó là khi giải quyết các vấn đề về thủ tục nhập học, các thủ tục xử lý về các vấn đề về liên quan đến giáo dục và đào tạo của giảng viên, sinh viên, học sinh. Các yếu tố đầu vào đó là thứ nhất là số hóa tài liệu, sách giáo khoa, giáo trình. Đó là chúng sẽ được gọi là số hóa các tài liệu bằng giấy, bằng văn bản vào các mạng công nghệ và truyền nó qua mạng, internet. Số hóa dữ liệu người học, đó là có những cái thông tin cụ thể về một sinh viên nào đó ở trên một cổng trang web chung và có tất cả những thông tin đầy đủ cần thiết để cho giảng viên hoặc các văn phòng bên trường sẽ tìm dễ hơn ở trên cổng trang web, trang thiết bị cơ sở vật chất. Ví dụ như ở trường ta thì sẽ có máy chiếu hoặc là có các loa micro, đó cũng là một cách chuyển đổi số trong quá trình yếu tố đó vào trong môi trường giáo dục. Trong quá trình giáo dục, đó là sử dụng cách thức sử dụng các thiết bị, tính năng của công nghệ, tương tác với người học, dữ liệu về quá trình học tập. Điển hình là chúng ta đang học online. Đó là một cách chuyển đổi số sử dụng công nghệ vào quá trình giáo dục. Qua đó thì đến kết quả đầu ra, thì nó chuyển đổi số phải đảm bảo việc kiểm tra đánh giá được thực hiện quá trình giáo dục, kể cả đánh giá kết quả đào tạo. Quá trình đánh giá cũng phải được triển khai thực hiện bằng ứng dụng công nghệ trên máy tính. Giáo viên cần tập trung vào công việc giảng dạy và cần được giải phóng khỏi các công việc hành chính giấy tờ như làm sổ sách, sổ điểm học bạ, quản lý hồ sơ học tập của người học. Thì giống như là cải cách hành chính bằng cách chuyển đổi số trong giáo dục thì nó làm chúng ta làm ví dụ như là bên các khoa phòng sẽ làm sổ sách trên máy tính và được thống kê, được kiểm tra một cách rõ ràng, minh bạch hơn, không phải là làm giấy tờ lộn xộn từng chồng như trước, hoặc là có thể là ký những cái giấy quyết định hoặc những cái gì đó qua văn bản online hoặc là qua chữ ký điện tử và không cần phải đến tận nơi rồi ký hết một đống giấy tờ trực tiếp nữa. Chuyển đổi số trong giáo dục thì nó cũng có ảnh trong môi trường, thì nó là chính sách, luật quy định hướng dẫn thi hành hệ sinh thái số. Trong văn hóa là học tập suốt đời liêm chính, thuật đạo đức nghiên cứu, sự cam kết của lãnh đạo chỉ đạo nhất quán. Công nghệ là hạ tầng viễn thông, thiết bị, phần mềm ứng dụng quản trị số, các bên liên quan, mức độ sẵn sàng tiếp nhận, trải nghiệm, sự tham gia và tương tác. Nguồn nhân lực là lãnh đạo, quản lý, giảng dạy, kỹ thuật và dịch vụ. Chiến lược giáo dục số, huy động các nguồn lực hợp tác liên ngành, đào tạo sư phạm, khoa học, giáo dục, dữ liệu lớn, big data, truyền thông. Lưu ý trong chuyển đổi số trong giáo dục thì có những lưu ý nào? Thứ nhất đó là không có công thức dành riêng cho quá trình này, nhưng hoàn toàn có thể vận dụng các cái gọi là barem khung đánh giá hiệu quả về giáo dục và cũng là barem đánh giá đảm bảo chất lượng giáo dục để định hướng quá trình chuyển đổi có thành công hay không. Thứ hai là vai trò lãnh đạo tổ chức điều phối, huy động nguồn lực cấp hệ thống sẽ then chốt quyết định hình thái của giáo dục mới. Thứ ba là bên cạnh việc hướng đến đảm bảo hiệu quả giáo dục, cơ hội tiếp cận giáo dục bình đẳng cho mọi đối tượng học, kể cả học sinh nghèo, để không ai bị bỏ lại phía sau, mục tiêu quan trọng mà chuyển đổi số phải đạt được. Hiệu quả đạt được thì trong việc cải cách hành chính bằng cách chuyển đổi số thì nó đã làm như thế nào? Tạo môi trường giáo dục linh động, tăng tính tương tác và trải nghiệm thực tế, nâng cao chất lượng giáo dục, giảm chi phí đào tạo, truy cập tài liệu không giới hạn. Nó cũng bên cạnh đó thì vẫn giải quyết được là cũng như là chúng ta xử lý các thủ tục nhanh hơn, rút ngắn thời gian hơn đến đến gấp 3 lần so với hồi trước, và các thủ tục xử lý các thủ tục hành chính rất nhanh, gọn lẹ, tiện lợi và dễ dễ thích nghi với những người mới mới làm.
Dạ, bài của thuyết trình của nhóm chín chúng em đây là hết ạ. Vâng, chuyển đổi số trong giáo dục, nhìn chung thì nó có tác động đến vấn đề hành chính, tuy nhiên thì đây là một đề tài nó rất là rộng và nó không tập trung rõ hơn về cái vấn đề là liên quan đến thay đổi về thủ tục hành chính ở trong này. Trình bày như nhóm 9 thì nó là trình bày toàn bộ những vấn đề liên quan đến chuyển đổi số. Ở trên thực tế thì những vấn đề mà chúng ta đang nói đây là chúng ta muốn bóc tách nó ra để thấy được cái vấn đề mà thay đổi một cái ứng dụng để thay đổi cái hiệu quả trong cái công việc hành chính, thì chúng ta chỉ bóc tách cái phần đó ra thôi. Thì trình bày như của nhóm 9 thì nó lẫn lộn vào trong đó cả vấn đề chuyên môn, cả vấn đề liên quan đến cái tác động xã hội, thì đó không phải là cái cách trình bày cho cái nội dung đề tài mà chúng ta cần bóc tách. Nó làm cho nó là gọi là loãng đề tài đi. Chúng ta theo đề tài thì đó là chúng ta sẽ phải chỉ ra là trong vấn đề chuyển đổi số thì những vấn đề gì là thay vì mà chúng ta làm theo thủ công thì bây giờ thì chúng ta làm theo cái ứng dụng này thì nó có những cái lợi ích liên quan đến rút ngắn về thủ tục, hoặc là nó làm cho cái việc mà những cái công việc hành chính mà trước đây giáo viên hoặc là nhà trường phải làm thì bây giờ là bằng cái công nghệ nó sẽ giúp cho chúng ta quản lý nó tốt hơn, vân vân. Thì chúng ta chỉ cần bóc tách những cái đó, chúng ta không đưa lẫn lộn vào trong đó. Bài của nhóm 9 thì sau này trình bày một vấn đề gì đó thì chúng ta cần phải nắm được rằng là cái nội dung đề tài, cái lĩnh vực mà chúng ta cần báo cáo là cái gì, chứ chúng ta không tham lam ôm đồm đưa vào quá nhiều những cái thông tin nó nằm ngoài cái phạm vi lĩnh vực của đề tài. Dạ vâng ạ, lần sau chúng em sẽ rút kinh nghiệm. Vâng. Đó là cái bài của nhóm 9 và bây giờ nhóm 10. Xin mời các bạn nhóm 10 ạ. Đại Lâm, mọi người có nhìn thấy không ạ? Vâng, có nhìn thấy rồi. Thì như trước đây á, thì các doanh nghiệp á, họ thường là sử dụng sổ sách hoặc là giấy tờ để mà họ ghi chép và thực hiện luôn cả tính toán số liệu ở trên sổ sách và giấy tờ luôn. Thì việc này á, gặp phải những cái vấn đề đó là không gian lưu trữ thường sẽ bị hạn chế. Khi mà một doanh nghiệp họ hoạt động rất là lâu và lượng sổ sách giấy tờ trở nên rất là nhiều, thì cái không gian lưu trữ đó bắt buộc phải được mở rộng ra. Và mình từng chứng kiến là một cái doanh nghiệp hoạt động tới hàng chục năm và họ có những cái kệ sách mà đựng hàng tá những giấy tờ và phân loại ra trên kệ, như vậy đó, rất là chiếm rất là nhiều không gian lưu trữ. Và thứ hai á là cái việc tìm kiếm dữ liệu và tìm kiếm một cái dữ liệu đó, ví dụ họ cần thiết họ phải tìm kiếm và lục rất là lâu và gây mất mất thời gian, và từ đó thì cái chi phí mà họ in ấn hoặc là họ sử dụng văn phòng phẩm dành cho những cái việc và dùng bút sách và giấy tờ vậy thì rất là qua từng tháng từng năm lại thì rất là cao. Và cuối cùng á là tính bảo mật, thì tính bảo mật khi mà một cái quyển sách quyển vở như vậy á, bạn bỏ trong tủ và bạn khóa lại hay là đó thì nó cảm giác như nó không được an toàn lắm, người ta có thể đột nhập vào đó người ta lấy. Còn nếu mà bạn bỏ ở trong máy tính và máy tính của bạn được cài mật khẩu á, thì cái việc lấy nó trở nên là nó khó khăn hơn, yêu cầu và trình độ và sự am hiểu cao hơn. Thì để giải quyết cái những cái vấn đề gặp phải khi mà bạn sử dụng giấy tờ và sử dụng sách bút như vậy chẳng hạn, thì nhóm mình có đề xuất đó là hãy sử dụng Excel. Thì tại sao lại sử dụng Excel? Thì Excel nó được phát triển bởi công ty phần mềm Microsoft và đưa ra, nó có sẵn những cái thống kê và những cái phân tích dễ dàng. Hay là mình ví dụ cho các bạn thì đây là một file Excel mình đã chuẩn bị sẵn, và trong file Excel này á, khi mà bạn muốn xem sắp xếp theo thứ tự từ
nhỏ cho đến lớn. Đó là cái cục này. Excel sẽ tự động sắp xếp cho bạn, bạn không có cần lấy sách vở ra đối chiếu hoặc so sánh. Tương tự như vậy đó, thì khi mà sắp xếp thứ tự từ lớn cho đến nhỏ thì mọi việc rất là đơn giản, chỉ với hai nút bấm thôi, rất là nhanh. Và Excel nó hỗ trợ đa nền tảng, bạn có thể sử dụng ở trên máy tính, sử dụng trên điện thoại, sử dụng ở trên cả Windows và iOS, và hỗ trợ gần như là bạn có thể sử dụng khắp mọi nơi, chỉ cần bạn có một chiếc điện thoại, một chiếc máy tính thông minh, và nó hoàn toàn là miễn phí. Thì đối với những cá nhân như tụi mình sử dụng á, thì việc này là miễn phí, bạn có thể tải của nó trên mạng và kiếm crack. Và đối với một số doanh nghiệp mà nhỏ lẻ thì mình không khuyến khích là việc sử dụng miễn phí này, tại vì nó có thể dẫn đến là bạn sử dụng phần mềm lậu, gây đến những cái hậu quả về sau. Và thứ tư là Excel tiết kiệm rất là nhiều thời gian. Thì thay vì bạn nhập dữ liệu bằng tay và bạn tính toán bằng tay, thì Excel sẽ giúp bạn tính toán đơn cử, như ví dụ như là mình muốn tính tổng của cái cột này đó, thì mình chỉ cần dùng một số những cái hàm mà Excel nó đã hỗ trợ sẵn. Excel sẽ tính cho bạn, và trong vòng khoảng vài giây thôi là Excel sẽ hỗ trợ cho bạn tính toán được những cái số liệu mà bạn cần thiết. Nhưng mà việc này mang đến những gì? Excel giúp chúng ta tiết kiệm rất là nhiều thời gian và chi phí thông qua những cái bước mà mình đã làm mẫu cho các bạn xem ở đây. Và thay vì các bạn phải đầu tư hàng năm cho những tiền để mua sách, bút và thuê họ để mà ngồi tính toán những cái này đó, thì bây giờ không cần thiết nữa. Excel, bạn chỉ cần có một chút sự am hiểu về Excel, Excel sẽ giúp bạn. Thứ tư là bạn có thể tiết kiệm thêm không gian. Thì như mình nói lúc đầu á, là việc hoạt động hàng năm á, sổ sách phải lưu trữ lại á, thì nó chất đó trước hàng đóng ở trong văn phòng của bạn á, chiếm rất là nhiều diện tích. Để bây giờ bạn chỉ cần một chiếc ổ cứng và một chiếc máy tính, Excel sẽ lưu trữ cho bạn rất nhiều luôn. Và Excel cung cấp những cái công cụ có sẵn, thay vì bạn phải ngồi sắp xếp thì Excel sẽ hỗ trợ bạn với những cái hàm, và Excel còn hỗ trợ bạn vẽ những cái biểu đồ. Thì đây là những công cụ mà Excel có sẵn, chúng ta không có cần phải ngồi cân đo đong đếm gì hết, chỉ cần chúng ta có một chút hiểu biết về Excel, chứ khó bỏ ra một chút thời gian về Excel. Excel sẽ giúp cho bạn giải quyết những vấn đề này, và thứ tư là dễ dàng chỉnh sửa và chia sẻ. Khi mà bạn viết dữ liệu của bạn lên giấy á, thì cái việc chỉnh sửa và khi mà bạn đã chia sẻ cho người khác rất là khó. Nhưng mà ở Excel á, thì khi mà chúng ta sửa dữ liệu, chỉnh sửa dữ liệu, thì cái công thức ở phía bên dưới này á, nó cũng chạy theo luôn. Như là đơn cử ví dụ như chỗ này mình sửa thành 500 đó, thì chỗ này nó sẽ tự động cộng số 500 luôn cho bạn luôn. Nó tiết kiệm rất là nhiều thời gian và dễ dàng chỉnh sửa. Và cái việc chia sẻ này á, bạn chỉ cần có cái file Excel này và bạn gửi cho người khác, người khác có một cái điện thoại thông minh hoặc một chiếc máy tính bảng, thì họ có thể dễ dàng có được cái file này và tiếp tục cái công việc liên quan đến cái file Excel này. Và dĩ nhiên là có những cái đặc tính như thế thì Excel còn có những cái mặt tiêu cực khác. Cũng không hẳn là tiêu cực, ví dụ như là bạn dùng với Excel á, thì bắt buộc là bạn phải tìm hiểu về các hàm. Tại vì đây là hoạt động ở trên máy tính, có nghĩa là hoạt động dựa trên những cái hàm. Và nếu mà bạn không tìm hiểu cái hàm này có tính năng gì và cách dùng của nó là sao, thì bạn không thể sử dụng Excel được. Và tiếp theo là Excel yêu cầu các bạn phải có máy tính và điện thoại thông minh. Thì nhiều bạn Vâng, về vấn đề liên quan đến Excel thì hình như lớp hôm hôm trước nhóm một nhóm nào cũng đã làm rồi về cái lợi của nó liên quan đến vấn đề đối với lại tiết kiệm về công tác hành chính rồi.
Bởi vậy cho nên là cái việc mà trình bày lại như vậy thì nó cũng không mang lại nhiều ý nghĩa nữa, bởi vì và thứ hai nữa là cái công cụ này thì chúng ta cũng đã, các bạn sinh viên thì cũng đã rất là quen với vấn đề này rồi, cho nên là liên quan đến cộng trừ nhân chia cũng như là các cái hàm để có thể thực hiện các cái công tác thì nó cũng đã rõ ra rồi, bởi vậy cho nên là cũng không cần phải đi sâu chi tiết nữa. Chiều hôm nay chúng ta sẽ nghỉ tại đây. Và như vậy thì tổng kết lại là chiều hôm nay có hai nhóm không thể trình bày được, đó là nhóm 3 và nhóm 8. Các nhóm là nhóm 1, nhóm 2, nhóm 4, nhóm 5, nhóm 6, nhóm 7, nhóm 9 đã trình bày. Còn lại thì chúng ta sẽ trình bày vào cái buổi tiếp theo. Chiều hôm nay thì chúng ta sẽ nghỉ tại đây.